Hello mấy chị ha, Điệp đây mấy chị ơi. Mấy hôm nay Điệp không có ra video, mấy chị có chọn Điệp không nè? Hôm nay cũng cả tuần hơn tuần rồi Điệp không có qua video, cũng buồn hay mấy chị. Cho nên là hôm nay em có cái mẫu mới này em quay cho mấy chị xem nha. Thì đầu tiên em cũng cảm ơn mấy chị đã quan tâm, đã chia sẻ cho em ha. Chị nào chưa đăng ký kênh thì bấm cho em cái đăng ký kênh nha mấy chị. Để mà cái video mới của em ra thì mấy chị sẽ nhìn thấy em nha. Rồi mấy chị sẽ thấy em có mẫu mới rồi mấy chị tham khảo, mấy chị ưng cái mẫu nào thì gọi cho em ha. Như là đăng ký kênh để mẫu mới ra là YouTube nó sẽ báo. Sẽ báo để mấy chị nhìn thấy em. Mấy chị thấy là em ra kiểu mới nào để mấy chị tham khảo ha, chứ còn mình không có đăng ký kênh thì YouTube không có báo ha. Rồi cái nhiều chị dặn em nói Điệp ơi, chừng nào em ra mẫu mới thì em gửi cho chị nha, hoặc em cho chị hay nha. Mà có cái em không có nhớ, mấy chị thông cảm cho em nha. Tại vì em không có nhớ, em quên mất tiêu rồi, chứ phần cũng hơi nhiều á. Rồi thành ra em cũng không nhớ chị nào dặn nữa. Thành ra mấy chị đăng ký cho em kênh ha, bấm đăng ký kênh cho em nha, đặng cho cái mẫu mới ra thì YouTube nó báo nha mấy chị, khỏi có phải là không biết em có ra video mới hay không, kiểu mới hay không như chị. Cái này thì em giới thiệu cho mấy chị, cái này là cái mẫu mới của em nha. Cái này là AT dày dặn, mấy chị mua đồ bên Điệp rồi thì mấy chị biết đó. Đồ từ 75-80 ngàn là đồ AT dày dặn rất là đẹp luôn. Không có, nói chung là mấy cái vải này là khỏi phải chê luôn đó. Đồ mà để mà cắt mà may ra một bộ đồ như vậy mà bán có 80 ngàn thì mấy chị biết bộ đồ rất là ưng luôn. Vải dày dặn kiểu cọ đẹp, đồ cắt may ra đó, rồi kiểu thì mấy chị đi thấy đó, rất là lịch sự luôn. Thì so với một bộ đồ mà để mà mấy chị mà đi 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 lại thợ mà may á, thì so với một bộ đồ này rất là xứng đáng như mấy chị, rẻ luôn chứ không phải là xứng đáng nữa, rẻ luôn. Tại vì hiện tại bây giờ mà khách của em mà đến mà lựa vải mà kêu em may á, thì em may cái này là 130 ngàn một bộ. Thì là do là vải này là 50 ngàn một mét, này là thun AT vậy nha mấy chị, 50 ngàn một mét. Thì bộ đồ là 1,8 rồi, là 90 ngàn tiền vải rồi, cộng với tiền may 50 ngàn nữa. Đó là ra là 130 ngàn, 140 ngàn luôn đó mấy chị. Đó, nếu mà ít gì là hiện tại giờ là em vẫn lãnh là 130. Nhưng mà em chỉ lãnh lối sớm thôi nha mấy chị, chứ em không có lãnh nó xa nữa nha mấy chị. Tại giờ thời gian không có nhiều, chỉ là để mà tập trung mà lo cắt đồ ra đó, rồi cho thợ ráp nữa, cho nên đó là em không có lãnh lẻ, thời gian này em không có lãnh lẻ nữa. Đó, thì bây giờ mấy chị thấy cái bộ đồ mà loại mà may để mà cộng thêm 50 ngàn tiền may thì bộ đồ chị thấy rất là cao và nó cũng y vậy thôi. Còn bên em thì em may ra em bán thì nó cũng là một chất liệu vải như vậy. Có cái là cái kiểu là ra kiểu nào thì mấy chị chọn kiểu đó giùm em thôi. Còn thay vì mấy chị lại lựa may thì là mấy chị được cái kiểu tự tự chọn. Đó, nhưng mà nó cao hơn vậy đó. So với bộ đồ mà em may ra 80 ngàn như thế này thì rất là rẻ nha mấy chị. Vải dày dặn luôn. Đây mấy chị thấy cái cổ này kiểu rất là đẹp luôn nè mấy chị. Đây kiểu cổ rất là đẹp luôn. Cái này là cổ luồn dây ha. Cái này là cổ luồn dây beo nha mấy chị, gọi giùm em là beo ha, cổ luồn dây beo. Tay dúng, tại vì cái kiểu này á, cái bộ này em mặc nó rất là rộng nha mấy chị. Cái bộ này á là kiểu này á, là em có số 3, số 4, số 5, số 6. Mỗi một số á, thì nó chênh lệch nha một chút. Cái này á, là em có là 4 5 màu gì đó, chúng em cho mấy chị xem sao, mấy chị để ý giùm em. Cái này là bộ thun AT ống túm 80.000 một bộ, số 3 và số 4 nha. Cái này là em có 4 số, 3, 4, 5, 6. Nhưng mà số 3, số 4 là 80 ngàn. Còn mà số 5 là 85 ngàn. Tới số 6 là 90 ngàn. Số 7, số 8 là em bán là 100 ngàn. Nhưng mà cái đồ này là không có số 7, số 8. Đồ số 7, số 8 á, là còn là cái mẫu khác nha. Cho nên á, là nhiều chị á, gọi em nói á, là chị 75kg Điệp ơi. Thì 75kg thì em phải bận đồ, em phải lấy đồ số 6. Tại vì mấy chị biết á, là tầm á, là từ 52kg trở lại á, thì bận số 2. Mà 52 cho tới 57kg á, thì bận số 3. Mà từ 58kg cho tới 65kg là bận số 4. Mà từ 65kg cho tới 70 thì phải bận số 5. Mà 70 cho tới 75 á, thì phải bận số 6. Rồi á, là từ 75 cho tới 80 là bận số 7, số 8. Có người phải bận tới là số 8 luôn, 75, 80, 85kg. Thành ra là mỗi một số cái giá nó khác nhau, mấy chị thông cảm dùm cho em.
Để đôi khi mấy chị hỏi em chị ơi Điệp ơi chị 75 kg thì em phải lấy là bộ đồ số 6, thì số 6 là phải 85.000 đó, rồi số 7 số 8 là 90.000, chứ không có so với em được rằng sao em giới thiệu là đồ 75.000 hoặc đồ 80.000, bây giờ em đòi 85-90 là không phải như mấy chị thông cảm cho em điều đó. Tại bộ đồ nó to hơn, em cắt hao vải hơn, mà thường á cũng em cũng ít có cắt cái những cái số lớn. Tại vì khi mà cái đồ chung chung á thì số 2, số 3 thì mình dễ cắt nó chung với đồ số 1. Số 4 cắt chung sò đồ số 1, số 2 chung đồ số 3, nó cùng một cái khổ vải thì đồ mình ra đồ nó mới dễ hơn. Còn mà cái đồ lớn quá cái cắt một mình nó cái một khổ vải cái hết rồi, thành ra còn lại cái miếng vải nhỏ quá em không thể cắt chen với bộ đồ nào được, thành ra cái giá của nó phải cao hơn một chút. Mấy chị thông cảm cho em, nhưng mà vẫn rẻ nha mấy chị, rất là rẻ luôn. Bộ đồ số 8 á là tầm khoảng 80 kg mà có 100.000 thôi, thì mấy chị so với đi lại mà lựa vải may thì em phải may 150.000 một bộ. Tại vì cộng 50.000 tiền may nữa, cho nên là mấy chị thông cảm cho em, đừng mấy chị đừng có nghĩ rằng á là tại sao em bán số 5 cao hơn nha. Cho nên á là chị nào tầm từ mặc từ số 5 là từ 65 kg trở lên thì phải mặc số 5, và thông cảm cho em nó phải hơn đồ những cái đồ từ số 4 trở lại 5.000. Từ số 1, 2, 3, 4 thì em bán đồng giá, nhưng mà số 5 trở lên thì nó cao hơn 5.000, mấy chị thông cảm cho em điều đó. Rồi, cái này là AT 80.000 một bộ, nhưng mà em không có số nhỏ nha, em có số 3, số 4, số 5, số 6. Chị nào tầm khoảng là số 3 là tầm khoảng là 52 kg, 52, 53 kg trở lên cho tới là số 5, số 6 là tới là 75 kg là bận dừa. Từ 70 cho tới 75 kg trở lại là bận số 6 là dừa. Rồi, cái này là em có mấy màu với mấy chị bộ đồ này, tại vì em có bốn mấy khí cho nên em bận bộ đồ này nó hơi rộng, mấy chị thông cảm cho em nha. Em bận đi, em cho mấy chị xem kiểu thôi hết mấy chị. Đây, cổ tròn luồn dây ha, tay dúng ha, cho nó có kiểu cỏ rất là đẹp. Màu em bận cho mình là màu vàng nha mấy chị. Đây, màu này là màu đỏ đô, rồi mấy chị gọi nó là màu đỏ đỏ đô. Rồi, màu tiếp theo của em cái này là màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc mấy chị gọi cho em là beo luồn dây nha, beo cổ luồn dây nha mấy chị. Đây, beo cổ luồn dây, cái màu này là màu beo màu xanh ngọc. Rồi, màu xanh ngọc, màu đỏ đô em bận là màu vàng. Rồi, cái này là màu cam nha mấy chị, beo màu cam luôn. Rồi, cái này á là em có bốn màu ha, bốn màu beo luồn dây là số 3, số 4 là 80.000 nha mấy chị, còn số 5, số 6 là 85, 90 là số 6 là 90. Rồi tới số 7, số 8 là 100.000 nha mấy chị. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Rồi cái mẫu tiếp theo của em nha mấy chị, mẫu tiếp theo của em á là cũng là AT nha mấy chị. AT thì cái này là cổ tròn ha, cái này thì em có là 234 ha. 234 thì đồ này là cũng là 80.000, nhưng mà nó đồng giá nha mấy chị, 234 đồng giá 80.000 hết nha. Thun AT dày dặn, cái này là ống túm nha. À, chị nào mà thích mấy cái mẫu tay này nè mấy chị thì mấy chị gọi cho em đợt này nha. Cái này là cổ tròn, tay dúng bình thường và đồ ống túm. Còn nếu mà chị nào mà muốn ống rộng á, tầm ống 20 22 á, thì mấy chị đợi cho em cắt tầm video sau nha. Em cũng hoa mới mới mà cắt cái đồ ống rộng. Để mấy chị có một số chị thì cứ hỏi rồi chị Điệp ơi chị muốn mua ống rộng 20 22, thành ra là bây giờ là cái đợt này là em còn đồ ống túm nha. Chị nào ưng ống túm thì gọi cho em cái đợt này, cổ tròn, tay dúng, ống túm, thun AT dày dặn mà hoa văn rất là đẹp nha mấy chị. Cái này mấy chị gọi cho em nó là hạt mè nha, hạt mè, nhưng mà hạt mè hơi to nha. Hạt mè hơi to, mấy chị gọi em hạt mè hơi to, cổ cổ tròn, ống túm đây. Dán đồ rất là đẹp nha mấy chị. Cái này thì em bằng bộ đồ số 2. Cái này thì em có 234. 234 80.000 một bộ, cái này là hạt mè. Với cái đồ này em bằng số 2, em thấp cho mấy chị có 1m49 thôi, nhưng mà đồ cũng không có dài không mấy chị, vừa nha. Giải AT dày dặn nha mấy chị, 80.000 một bộ nha. Rồi em nói thêm về cái mỹ phẩm của em nha mấy chị. Thì hôm nay á, em còn đang giới thiệu là trong cái tháng này em vẫn còn khuyến mãi nha mấy chị. Em vẫn còn khuyến mãi là hai sản phẩm bên mỹ phẩm mà hai món nha.
thì em sẽ khuyến mãi cho mấy chị một cái áo khoác, mấy chị muốn lấy khoác dài thì lấy, áo khoác lửng thì lấy như mấy chị. Thì nói chung là em thì kem nám nè, kem mụn nè, kem nám nè, rồi kem VIP là kem dưỡng trắng da như mấy chị. Rồi rồi xin gum ha, thì em cũng giới thiệu sơ qua rồi, em chỉ nói lại sơ để em đỡ mất thời gian của mấy chị thôi ha. Rồi xin gum nè, rồi sữa rửa mặt nè, rồi tẩy tế bào nè, rồi sữa tắm, rồi tắm trắng, rồi body kim cương, body cao cấp, rồi rồi chống nắng, rồi tẩy tế bào. Nói chung là mấy chị mà thích cái loại nào thì mấy chị gọi cho em sẽ nói cụ thể hơn ha. Thì là hai sản phẩm em vẫn còn tặng một cái áo khoác nha mấy chị, cho nên là mấy chị nào mà hết kem thì tranh thủ nha, để được một cái áo khoác mặc chống nắng cho nó mau trắng nha mấy chị. Rồi cái này thì em nói thêm về cái đồ này đây, cái này là mấy chị gọi cho em là hạt mè nha, hạt mè mà hạt mè to nha, cổ u tròn đó mấy chị, tay dúng ống ống túm cái đồ này á, nói cổ u chứ nó rất là đẹp nha mấy chị. Cái này nè mấy chị, em may cái nẹp lật ra nè mấy chị nhìn thấy không, đây đây mình có cái nẹp lật ra cho nên nó là bộ đồ nhìn rất là đẹp như mấy chị. Đây em may cái nẹp lật ra cho nên là nhìn cái kiểu đồ nó cứng cỏi, nó rất là đẹp nha mấy chị. Nè chị nào mà là thích cái kiểu đơn giản nhất của bên đồ thì gọi cho em đợt này nha, vải dày dặn hoa văn đẹp, hợp với mấy chị tuổi trung niên luôn, mấy chị mấy cô tuổi trung niên luôn đó, cho nên nó là hoa văn rất là đẹp luôn, kiểu cỡ cũng đẹp mà dễ mặc nhất luôn, mà vải lại dày dặn đẹp nữa, chỉ có 80.000 một bộ thôi, ba bộ em bao ship nha. Cái này á là hạt mè màu đỏ đô như mấy chị, cái của em mặc á này là màu kem nha. Rồi màu kem, rồi tiếp theo cái mẫu tiếp theo này á là màu cam nha mấy chị, này là màu cam đất nha. Cái này là mè tai dúng cổ u ha, ống túm nha mấy chị, ống túm màu cam đất ha. Rồi màu cam đất 80.000 một bộ. Rồi cái này cũng là hạt mè nữa, mà cái này là màu xanh nha mấy chị, màu xanh ngọc, hạt mè cổ u màu xanh ngọc nha. Rồi 80.000 một bộ luôn. Rồi cái màu này là cái màu này là trắng đen nha mấy chị, mấy chị nào thích trắng đen thì gọi cho em màu này là trắng đen ha. Rồi cái này là cổ rất là vừa vặn, rất là đẹp luôn nha mấy chị. Rồi cái này em có 5 màu 6 màu gì đó, chị nào ưng màu nào thì gọi cho em, màu kem, màu trắng đen, màu xanh ngọc, màu cam đất và màu đỏ đô ha. Chị nào mà thích mấy cái mẫu kiểu này thì gọi cho em nha, 80.000 một bộ, em có số 234 nha. 234 thì mấy chị từ khoảng 47 48 kg cho tới là 62 kg trở lại, nếu chị nào mà cao cao thì 65 kg cũng bận bận vừa nha mấy chị, là vừa vừa độ này nha. Em có 5 màu nha. Rồi nè, nãy em quên nói nữa, cái mẫu cổ dây này có màu trắng đen nữa nha mấy chị, đó, cổ dây này có màu trắng đen nữa. Rồi cái tiếp theo em cũng đưa cho mấy chị xem lại thêm mấy cái mẫu mà em còn lại ha. Cái này á là beo dây bản nha mấy chị, beo dây bản á, trước ngực có rút. Cái này thì em có là cái này là beo đá ha, có beo nhí nữa nha mấy chị. Thì mấy cái mẫu này là 75.000, nhưng mà cái này là em còn 234 nha, cái này là em còn 234, còn mấy cái beo nhí thì còn có 23 thôi, còn 23 thôi. Rồi cái mẫu này thì hôm đó em có quay rồi, hôm nay em quay lại nha mấy chị. Cái này là cánh quạt nha mấy chị, cánh quạt này là cũng là dây bản rút ngực luôn ha, chị nào mà thích mẫu này thì gọi em nha, ống túm nha mấy chị. Rồi ati hết 75.000 một bộ hết, này là em cũng còn 234, em cũng bao ship luôn, ba bộ là em bao ship. Rồi cái mẫu này thì hôm đó em cũng quay rồi, hôm nay em còn lại em cũng giới thiệu thêm ha. Cái này là em có 3 4 5 màu gì đó, mà chị nào ưng mẫu nào thì gọi cho em cho coi thêm màu ha. Màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu cam, màu kem. Nhưng mà cái này là em chỉ còn số 1, số 2 thôi nha mấy chị, số 1, số 2 thôi. Cái này là 80.000 một bộ. 3 bộ em bao ship. Rồi cái này là em còn là số coi số 2, số 3. Cái mẫu này là cánh én nha mấy chị, sọc cánh én này em còn số 2, số 3. Mấy chị có loại là có bao cùng màu và bao khác màu nha. Cái này là 75.000 bộ, em chỉ còn số 2, số 3 nha. Chị nào trong tầm đó thì gọi em. Rồi cái này cũng vậy luôn nha mấy chị, cái này là tay rút.
tay rút chữ đi o này ha, cổ vuông chữ đi o, mẫu này em đây em cũng có quay rồi nha mấy chị. Cái này á là hiện tại em cũng chỉ còn là số 2, số 3 thôi nha mấy chị, số 4 là em không còn nha. Cái này là 80.000 một bộ nha. Ba bộ là em bao ship rồi. Rồi em qua cái mẫu sau nha mấy chị. Mấy chị đồ đùi thứ em bận trong người này á là em bán qua năm nha mấy chị, 40.000 một bộ nha, 5 bộ 200 là em bao ship nha mấy chị. Đồ này thì lúc nào em cũng có, đồ đùi là 40.000, 5 bộ em bao ship, đồ lửng ống rộng là 65.000, là ba bộ là 195.000 em cũng bao ship ha. Rồi rồi đùi mà đùi dây bản nha mấy chị, đùi ống túm, đùi ống rộng, rồi đùi dây bản, đùi dây nhỏ ha. Chị nào ưng mấy mẫu đó thì gọi em. Rồi cái mẫu này á là cái mẫu sau của em, thì cái này đằng này em cắt ra mới em mai xong mới có một màu hình như mấy chị, tại sẵn em giới thiệu luôn. Chị nào ưng màu đen thì gọi cho em, thì gọi cho em sớm ha. Cái này á là thun xô len, kiểu rất là đẹp nha mấy chị. Đây tay em làm kiểu rất là đẹp luôn mấy chị, đây có dúng một đường giữa nhìn rất là dễ cưng luôn, mà tay lịch sự nha mấy chị, tay hơi dài dẫn xuống một chút lịch sự. Cái này là màu đen, cổ vuông, tay ngắn. Cái này á là quần ống túm thun xô len, 150.000 một bộ nha mấy chị, 150.000 một bộ, 2 bộ là em bao ship. Còn lại cái này là chỉ có màu đen thôi, là em có số 2, 3, 4, là từ 48kg, 47-48kg cho tới 65kg trở lại là bận vừa ha. Em không có số 5 nha, cho nên là mấy chị nhớ giùm em là từ, nếu mà cao lắm là tầm 65kg là trở lại thôi nha, 65kg mà mấy chị thon thon giùm em nha. Chứ còn nếu mà mấy chị mà hơi thấp thấp mà có bụng thì tầm 62 thôi, chứ 65 là sẽ bận vừa nha mấy chị. Cái này là xô len màu đen ha, ống túm nha mấy chị. Đây xô len màu đen, ống túm rất là vừa vặn, rất là đẹp luôn. Chị nào là cái tín đồ của màu đen, thích màu đen đó thì gọi cho em nha, để chọn cái mẫu đồ này, tay chân cổ đồ rất là lịch sự luôn. Còn cái mẫu này thì hôm nay em cũng có quay rồi, hôm nay em còn cũng giới thiệu thêm cho mấy chị ha. Thì cái mẫu này là tím, gọi là tím quế, tím than nha mấy chị, tím quế. Nó hơi đỏ đỏ hơn một chút xíu, tím than thì nó hơi đen hơn chút xíu. Cái này thì em cũng còn 2, 3, 4 nha mấy chị. Tay thì tay hai lớp, cổ vuông ha. Thì cũng giống nhau nhưng mà cái tay nó hơi khác nhau một chút xíu. Nhìn cái tay rất là lịch sự, rất là cưng luôn nha mấy chị, rất là cưng cái mẫu tay này luôn. Cái này cũng vậy, cổ thì vừa vặn ha. Cái này cũng là xô len, 2 bộ là em bao ship nha mấy chị, 150.000 2 bộ là em bao ship. Rồi còn cái mẫu này là mấy mẫu này là em còn lại 1-2 bộ em cũng quay luôn cho mấy chị xem. Cái này thì hôm đó em quay rồi, hôm nay là em quay lại cho mấy chị xem. Cái này là em còn số 2 nha mấy chị. Cái này là xô len cổ tròn ha, xô len cổ tròn. Cái này là em còn số 2, nó méo xẹo rồi. Cái này là em còn số 2, 150.000 một bộ, 2 bộ em bao ship ha. Cái này là em còn số 2. Rồi cái này em cũng còn số 2 luôn nha, này cam đất em cũng còn số 2 nha mấy chị. Rồi cái này là màu này gọi nó màu gì mấy chị, màu cũng như cà phê sữa gì đó mấy chị. Rồi cái này thì em còn số 1. Cái này mấy cái này là em còn có cái số thôi nha mấy chị, cho nên nó là mấy chị nào mặc vừa thì mới gọi em nha, chứ còn mấy số kia thì em không còn nha mấy chị. Rồi thì cũng em cũng cảm ơn mấy chị ha, đã quan tâm, đã chia sẻ cho em, đã xem video của em nha. Mấy chị nào ưng mẫu nào thì gọi cho em sớm nha. Rồi mấy chị nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký cho em kênh nha mấy chị. Rồi thấy số điện thoại của Đẹp trên màn hình cũng là số Zalo nha. Chị nào có Zalo thì gọi Zalo, còn không có Zalo thì cứ gọi trên, gọi cái số điện thoại đó trên màn hình giùm em nha. Rồi còn lại thì em cho mấy chị xem hàng nha mấy chị, em cho mấy chị xem hàng và thử đồ trước khi thanh toán nha. Cho nên là mấy chị nhớ kiểm tra hàng giùm em và thử đồ giùm em, còn sau thì em không có giải quyết để mà đổi trả về sau nữa nha mấy chị. Nó tốn tiền phí ship rồi, nó tùm lum chân á, cho nên là mấy chị thử giùm em cái nào vừa thì ưng thì mấy chị nhận ha. Chứ còn mà để mà sao rồi về rồi mặc thử rồi giặt rồi người này chê khen thì em không có bao về sau nữa, cho nên là mấy chị thông cảm cho em điều đó nha. Thì mấy chị
mua đồ của em thì mấy chị yên tâm về khoản khoản đó, cái gì đâu đó tính ra rõ ràng. Rồi mua đồ thì em cũng nói rõ từng sản phẩm nào là bao nhiêu tiền, em cũng nói thì mấy chị cũng nhớ giùm em. Rồi cái đồ đó đặng sau này mà khi mà mấy chị mà khi mà nhận hàng rồi thử hàng, đặng cái nào mà vừa không vừa hay cái nào ưng không ưng, đặng em biết đường em trừ ra em tính cho mấy chị đâu đó rõ ràng. Còn tiền phí ship thì ví dụ như cái nào em bao là ba bộ em mới bao ship, còn mấy chị hai bộ thì em cũng chia ra phân nửa đơn tiếp cho mấy chị nha. Rồi cho nên là mấy chị yên tâm về khoản phí ship nha. Còn chị nào mà đặt hàng bên em thì mấy chị ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba là mấy chị nhớ để ý điện thoại giùm em, hoặc là xem điện thoại coi coi điện thoại mình nó có bị hết pin hay không, có bị tắt nguồn hay không, hay là coi có gọi được hay không nha mấy chị. Để nhiều khi gọi không được gì trơn luôn mấy chị, rồi không biết làm sao luôn á, rồi đồ phải quay về. Rồi đôi khi có những chị thì cũng cố ý không muốn nghe điện thoại, không muốn nhận đồ. Còn có nhiều chị thì rất là trong đồ mà bên tụi em thì em gọi không được. Cho nên là chị nào có đặt hàng thì cái ngày thứ ba là mấy chị để ý điện thoại giùm em. Mà cái ngày thứ ba không giao thì mấy chị cứ gọi hỏi em, Điệp ơi đồ của chị có giao hay không, thì mấy chị cứ gọi em sẽ xem đơn và em sẽ báo cho mấy chị nha. Để chị để mấy chị biết, để mấy chị khỏi trông đợi biết hôm nay có giao hàng hay không ha. Hoặc là mấy chị không có ấy, mấy chị cứ nhá máy cho Điệp một cái là Điệp sẽ gọi lại cho mấy chị liền nha. Rồi Điệp cũng cảm ơn mấy chị thời gian qua đã quan tâm chia sẻ và đăng ký kênh cho Điệp nha. Bye mấy chị nha, hẹn gặp lại mẫu mới của Điệp trong cái video sau nha.